đầu châu với trang phục màu đỏ rất rực rỡ. Và ngay bây giờ ban đêm của chúng tôi lại nhận được tiếng lăng hoa của bốn hoa đơn vị chủ nhà, đó là những lăng hoa và con dân xã Viên xóm Trại Cây, anh Nghị là xóm trưởng. Tiếp theo là gia đình ông bà Thuyết Viên. Tiếp theo là ông Chín, trung tâm dung đất thực phẩm sạch. Tiếp theo là anh Toàn, đội trưởng bà con xã Viên số 300. Lắng qua tiếp theo là bà con nhân dân xã Viên số 37, anh Bảy là đội trưởng. Chúng tôi xin mời chủ nhiệm. Vâng, cũng xin cảm ơn ban tổ chức cũng như là cảm ơn coi như vậy là